Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về các thao tác đối với mảng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một thao tác đó là copy mảng trong Java. Thì ở trong Java ấy, chúng ta có thể là gán trực tiếp các mảng cho nhau. Hoặc là chúng ta có thể là khởi tạo từng phần tử của mảng bằng cách chúng ta copy gán cho nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về phần này. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ khai báo cái mảng. Mảng này là kiểu số nguyên, có tên là điểm toán. Kiểu của mảng này là số nguyên, có nghĩa là tất cả các phần tử của mảng thì sẽ có là các giá trị số nguyên. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cái mảng điểm toán này bao gồm là 6 phần tử có giá trị lần lượt từ 1 đến 6. Tiếp theo, để thực hiện cái việc là copy thì ở đây chúng ta sẽ khai báo tiếp một cái mảng nữa là điểm toán 1. Và chúng ta lấy cái mảng điểm toán, chúng ta gán cho điểm toán 1. Thì như vậy ở đây ấy, trong một trường hợp này thì chúng ta có thể thấy là điểm toán đã được gán cho điểm toán 1. Chúng ta có thể hiểu nôm na là đây là cái câu lệnh mà chúng ta copy các phần tử của mảng cho nhau. Tuy nhiên thì về mặt công nghệ thì ở trong Java thì mảng sẽ được coi là các đối tượng. Vì vậy khi mà chúng ta thực hiện câu lệnh gán này thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là chúng ta đã cho phép có hai biến cùng chọn vào một cái vùng bộ nhớ ở trong chương trình. Vì thế cho nên là hai mảng điểm toán và điểm toán 1 này cùng trỏ một vùng bộ nhớ, vì vậy chúng sẽ có cùng cái giá trị. Sau đó là chúng ta sẽ duyệt qua các phần tử của mảng điểm toán 1. Chúng ta khai báo cái biến có tên là điểm. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp để chúng ta là in ra giá trị của các phần tử ở trong mảng điểm toán 1. Và chúng ta đã in ra giá trị của biến điểm trong chương trình. Như vậy chúng ta thấy ở đây chúng ta đã thực hiện cái việc là copy hay là gán giá trị của hai mảng cho nhau. Và đến phần thứ hai, chúng ta cũng sẽ làm luôn để cho đỡ mất thời gian. Thì tôi sẽ demo luôn ở trong ví dụ này. Chúng ta cũng lấy luôn là ví dụ là điểm toán. Tuy nhiên thì ở trong cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ có cái biến đó là điểm văn bằng new in 6. Tức là hai cái mảng điểm toán và điểm văn này thì đều là hai mảng kiểu số nguyên, bao gồm là 6 phần tử. Mảng điểm văn là mảng có các phần tử là chưa được khởi tạo giá trị. Ở trong ví dụ trước là chúng ta đã khởi tạo giá trị của các cái phần tử của hai mảng bằng cách là gán hai mảng cho nhau. Trong phần thứ hai này thì chúng ta cũng khởi tạo giá trị cho một mảng bằng cách là chúng ta duyệt mảng và chúng ta gán giá trị cho các phần tử của hai mảng cho nhau. Y bằng, chúng ta không dùng vòng lặp y bằng 0, y nhỏ hơn là điểm toán chấm len và y cũng cộng. Chúng ta duyệt qua tất cả các phần tử của mảng điểm toán, sau đó chúng ta gán giá trị điểm văn y bằng điểm toán y đó. Thì như vậy là trong một lần lọc thì chúng ta đã gán giá trị của phần tử thứ y của mảng điểm toán cho phần tử thứ y của mảng điểm văn. Sau đó là chúng ta sẽ in ra, chúng ta dùng câu lệnh để in ra.
để in ra ấy, thì các bạn chú ý là ở trong Java thì Java cung cấp ra một lớp có tên là array. Đây là một lớp mà cũng thuộc cái gói là java.util. Vì vậy là khi mà muốn sử dụng cái lớp này thì chúng ta cần phải dùng lệnh import java.util.array. Cái lớp array ấy là lớp mà cung cấp ra rất nhiều các phương thức để mà hỗ trợ chúng ta trong cái việc là thao tác với mảng. Các phương thức của lớp array bao gồm việc là chúng ta cho phép là sắp xếp, rồi là copy mảng, rồi là tìm kiếm nhị phân, copy một phần trong mảng, lấy về các cái mã, rồi duyệt qua các phần tử, vân vân. Có thể làm rất tốt với lớp array này. Thì chúng ta nên tận dụng lớp array khi mà chúng ta muốn là thao tác sâu hơn với các phần tử mảng. Sau đó chúng ta chạy chương trình, chúng ta có thể nhìn thấy là ở trong này chúng ta đã dùng câu lệnh toString. Phương thức này dùng để chúng ta in ra, chúng ta trả về một chuỗi chứa tất cả các phần tử của mảng. Và như vậy chương trình đã in ra cái giá trị của mảng điểm văn bao gồm các số nguyên từ 1 đến 6. Đấy, như vậy chúng ta cũng đã tìm hiểu về là các ví dụ về mảng trong chương trình Java. Thì chúc các bạn học tốt và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.